hé lộ nguyên nhân vụ con trai chôn thi thể mẹ già 95 tuổi trong vườn nhà. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu công an tỉnh Thái Bình xác định không nhận thấy tác động ngoại lực, vết đâm hay chém trên thi thể của cụ bà 95 tuổi. Ngày 1 tháng 10, công an tỉnh Thái Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang tích cực phối hợp với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc thi thể bà cụ 95 tuổi được phát hiện bị chôn trong vườn nhà tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư. Trước đó, báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Duy Tê, sinh năm 1991, trú thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa về việc bà nội mình là PTK bỗng nhiên mất tích. Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa đã cử lực lượng công an xuống ngay hiện trường tìm hiểu thông tin vụ việc. Ngay sau đó, công an xã Hiệp Hòa đã tới nhà ông DDM là con trai cụ K, bố đẻ anh T, nơi cụ K đang sống cùng để xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có một ụ đất bất thường trong vườn nhà, bên trên có trồng cây chuối. Lực lượng chức năng sau đó thống nhất đào vị trí đất khả nghi, phát hiện cụ ca được chôn bên dưới. Công an xã Hiệp Hòa đã mời ông M đến trụ sở để làm rõ các vấn đề xung quanh vụ việc trên. Trước vụ việc nghiêm trọng trên, công an xã Hiệp Hòa đã báo cáo tới công an huyện Vũ Thư, công tỉnh Thái Bình. Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư cũng tiếp nhận tin báo và phân công kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ việc. Tại cơ quan điều tra, ông M cho biết bố ông đã mất từ lâu, năm 2013 vợ ông cũng mất trên khúc sông trước nhà, hai người con trai thì đi làm ăn xa. Khi đó, người chị gái không lấy chồng thường giúp ông cùng chăm lo cho mẹ già. Năm 2019, chị gái ông mất, chỉ còn một mình ông mở chăm sóc mẹ già. Do gia đình quá nghèo, nhà lại có nhiều đám tang khiến hàng xóm phải phùng viếng, giúp đỡ nên khi cụ ca mất, ông mở đã lấy chăn quấn vào thi thể cụ và chôn trong vườn. Bởi sợ phiền con cháu và hàng xóm láng giềng, ông mở đã nói dối quanh về việc cụ ca chết, mất tích. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ và chờ kết luận chính thức từ Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an.